Đây anh Hùng từ Việt Nam qua Mỹ hết tóc mà. Dạ. Rồi. Hùng à, hôm nay Hùng Sài Gòn. À, tóc về cho xã nó xem. Okay. Trước khi hết tóc là phải quay video đúng không? Ừ. Livestream rồi để biết là hết tóc về Mỹ đúng không? Này. Hồi đó tới đó mà, năm chiếc nó tới rồi. Sao? Năm chiếc nó tới đó là tới rồi. Hồi đó nó không ý là nó là tới đợi nhà rồi, nó tự làm lâu rồi. Cách cách Việt Nam này đặc biệt quá, đâm ra phải livestream đưa lên xác giờ. Trên này là chứ nói chung là mình đi cái Thank you.
sẽ chung ra. Chương trình kế tiếp là chuẩn bị lên dàn nhựa. Cái gì vậy?
má kì kì biết vui nè. Con gà, con gà phải chụp mồng chứ, nó mừng rồi. Dân Việt Nam về Mỹ hết tóc không có tiền nữa rồi á, bắt là kiếm. À, tội mà bên Mỹ đem cái 10 ngàn qua, 10 ngàn dành 1 ngàn Việt Nam đó chứ, tóc đây 10 đồng mà trả 10 ngàn Việt Nam, nó cho ta, nó cho là kiếm trừ rồi, nhớ nha. Việt Nam với Mỹ phải cái đêm tiền đô nha, đừng có tiền Việt Nam à. Tóc 10 ngàn Việt Nam đồng phải không? Đó. Nha, tóc đi 10 ngàn. Ở Mỹ là 10 đồng nha, đây. Đó, 10 đồng đó, 10 đồng đó, thấy chưa? Thấy đệ dễ thương không? Đây, đó, gạ lại đây đó. Hình như cắt cái đầu phải không? Đâu có, hàng riêng chứ cắt cái gì đâu. À, ừ. 15 đô, 15 đô cho đi, 15 đô. Tiền tip 5 ngàn nữa. Không đổ, bắt lập kiến chừng đó.